Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật của ngày hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954 qua ba giai đoạn phát triển. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Thì để bắt đầu buổi học, các em hãy lấy tập ra ghi bài và cùng mở sách giáo khoa trang 127. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật cho nên là yêu cầu các em chúng ta chú ý nghe giảng. Phần ý chính chúng ta sẽ gạch vào trong sách giáo khoa. Và phần bài ghi thì chúng ta sẽ ghi từ bài, ghi các mục 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ và 4 nhỏ, hay là tên của 4 họa sĩ tiêu biểu vào trong tập. Thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 họa sĩ tiêu biểu. Đầu tiên là họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, thứ hai là họa sĩ Tô Ngọc Vân, thứ ba là họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, và cuối cùng chính là họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Thì để tìm hiểu bài, cô có câu hỏi để giúp các em có thể là nhìn vào sách, nắm được những ý chính và chúng ta nắm được nội dung của bài ngày hôm nay. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của 4 họa sĩ. Và câu hỏi thứ hai là chúng ta sẽ phân tích 4 tác phẩm tiêu biểu của 4 họa sĩ. Đó là đầu tiên là tác phẩm Châu Ăn Quan của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Nghỉ Chân Bên Đồi của họa sĩ Tô Ngọc Vân, Du Kích Tập Bắn của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, và Bác Hồ Với Thiếu Nhi Ba Miền Trung Nam Bắc của họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người họa sĩ rất là nổi tiếng, tiêu biểu nhất cho nền mỹ thuật Việt Nam thời bấy giờ, đó là họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Đây là chân dung của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892 tại xã Trung Ký, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1925, ông là sinh viên khóa đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và là người chuyên vẽ tranh lụa. Tranh lụa của ông làm rung động lòng người bởi những tình cảm chân thật, giản dị, giàu lòng nhân ái và biểu hiện rất rõ phong cách Việt Nam. Và năm 1984, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh mất, hưởng thọ 92 tuổi. Cho đến năm 1996, nhà nước truy tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thì những ý này mấy bạn hãy gạch vào trong sách giáo khoa để chúng ta nắm được nội dung của phần bài. Và đây chúng ta cùng tìm hiểu một vài những cái tác phẩm của ông trước năm 1945. Thì có tác phẩm Châu Ăn Quan rất nổi tiếng và tiêu biểu, và tác phẩm Em Cho Chim Ăn. Tác phẩm Rửa Rau Cầu Ao. Tác phẩm sau năm 1945 thì có tác phẩm Sau Giờ Trực Chiến, Rơi Lúa và Bữa Cơm Mùa Thắng Lợi.
sĩ Nguyễn Phan Chánh, đề tài của ông chủ yếu là vẽ về làng quê Việt Nam, về những cô thiếu nữ hoặc là những em bé. Nói chung là gam màu của ông là một cái gam màu nâu của làng quê, mộc mạc, giản dị. Và đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm Châu An Quang vẽ bằng chất liệu là tranh lụa do họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sáng tác. Thì nội dung chúng ta đều biết là đây là bức tranh vẽ về một cái trò chơi dân gian gắn liền với lại tuổi thơ, đó là chơi ô ăn quan. Về bố cục thì chúng ta thấy là bên tay phải thì có ba em bé và bên tay trái thì chỉ có một em bé. Thì với bố cục này chúng ta thấy tưởng chừng như là bố cục nó sẽ bị lệch, nó sẽ bị trống vắng ở bên trái, nhưng ở đây với cách xử lý tài tình thì họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã cân bằng bố cục, hướng trọng tâm vào em bé bên trái đang chơi. Tuy là sắp xếp không đồng đều nhưng mà chúng ta vẫn thấy được sự cân đối và hài hòa, cho thấy được sự khéo léo và tài tình của ông trong cách đặt để bố cục. Về đường nét thì chúng ta thấy là tranh lụa có đường nét rất là mềm mại, màu sắc thì chúng ta thấy là mộc mạc với gam màu nâu là gam màu truyền thống phù hợp với lại trẻ em ở vùng nông thôn phía Bắc. Và đó chính là tác phẩm Châu An Quang rất là nổi tiếng của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Tiếp theo chúng ta cũng tìm hiểu về một người họa sĩ đã có cống hiến rất là to lớn cho nền mỹ thuật cách mạng Việt Nam, đó chính là họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đây chính là hình ảnh chân dung của họa sĩ. Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm 1906 ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa 2 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1931. Các tác phẩm chính trước năm 45 thì ông chuyên vẽ về các thiếu nữ thị thành đài cát, như là tác phẩm Thiếu nữ bên hoa sen, Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, vân vân. Sau năm 1945 thì ông đã chuyển sang vẽ về các người chiến sĩ vệ quốc đoàn, hay là những ông già nông thôn chất phác. Hoặc điển hình nhất là ông đã vẽ về Bác Hồ làm việc tại Bắc Bộ Phủ, Hai chiến sĩ là tác phẩm Nghỉ chân bên đồi. Về chất liệu thì ông vẽ với nhiều chất liệu khác nhau. Ngoài chất liệu sơn dầu thì ông còn vẽ về sơn mài, ví dụ như tác phẩm Nghỉ chân bên đồi vẽ bằng chất liệu sơn mài. Vẽ về màu nước, ví dụ như là tác phẩm Con trâu quả thực ký họa bằng màu nước, vân vân. Năm 1996, nhà nước truy tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thì họa sĩ Tô Ngọc Vân cũng đã hy sinh rất là anh dũng khi mà đang trên đường công tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đúng không ạ? Chính vậy cho nên là ghi nhớ công ơn của ông thì nhà nước đã truy tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Vì đó, vì đã có sự cống hiến hết mình
vì nước, vì dân. Và đây Có là những những tác phẩm tiêu biểu của ông trước năm 1945. Chúng ta cùng xem lại những tác phẩm trước năm 45. Thiếu nữ bên hoa họa, Thiếu nữ bên hoa sen, Hai thiếu nữ và em bé. Sau năm 1945, khi ông đã tham gia kháng chiến và đã thay đổi về nhận thức cũng như là đề tài sáng tác của mình. Nghỉ chân bên đồi, vẽ bằng chất liệu sơn mài. Hai chiến sĩ, vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Và Bác Hồ làm việc ở Bắc Bộ Phủ, vẽ bằng tranh khắc gỗ. Và người họa sĩ đã để lại chúng ta một cái tác phẩm rất là tiêu biểu, thể hiện được cái tình quân dân gắn bó qua tác phẩm Nghỉ chân bên đồi với chất liệu sơn mài. Thì đây chúng ta thấy là chất liệu sơn mài mặc dù về màu sắc thì không nhiều, nhưng mà với nghệ thuật điêu luyện của ông đã thể hiện rõ được những cử chỉ với những cái niềm vui, những cái khoảnh khắc thong thả khi mà ngồi nghỉ chân, mặc dù là cuộc chiến đang rất là khốc liệt, nhưng mà những lúc mà cần nghỉ ngơi thì trên gương mặt của những anh bộ đội, của cô gái Thái thì luôn là gì, luôn co nở những cái nụ cười và một cái tâm thế, tư thế ngồi rất là thoải mái. Bố cục thì chúng ta thấy bố cục có dạng hình tam giác rất là chặt chẽ, đường nét thì dứt khoát mạnh mẽ, thể hiện rõ được hình tượng nhân vật. Về màu sắc, như cô đã nói hồi nãy, màu sắc tuy ít nhưng mà vẫn thể hiện được gọi là gì, những cái niềm vui khi mà được nghỉ ngơi thư thái sau một cái chuyến đi. Và ý nghĩa của cái bức tranh này, như cô đã nói hồi nãy, đó chính là thể hiện được tình cảm quân dân gắn bó với nhau trong cuộc chiến. Người họa sĩ tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đó chính là họa sĩ Nguyễn Độ Cung. Đây chính là chân dung của họa sĩ Nguyễn Độ Cung. Ông sinh năm 1912 tại làng Xuân Tảo, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1934, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông đã tham gia đàn quân Nam Tiến khi toàn quốc chống thực dân Pháp xâm chiếm lần hai. Những tác phẩm tiêu biểu của ông như là Du kích tập bắn, Làm kiếp lưu đạn, Khai hội, Bài ca Nam Tiến, vân vân. Và Hòa bình lặp lại thì ông vừa sáng tác vừa tham gia công tác quản lý. Ông là viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật và đồng thời cũng là người đã có công trong việc xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày hôm nay. Đến năm 1996, nhà nước truy tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật để ghi nhận những cái công lao và đóng góp của ông. Cùng xem những cái tác phẩm tiêu biểu của ông. Đây là tác phẩm Cuộc họp, vẽ bằng chất liệu là màu bột. Công nhân cơ khí, vẽ bằng chất liệu sơn dầu.
Bộ đội 5 tiếng. Vẽ bằng chất liệu màu bột. Và đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của ông, đó là Du kích tập bắn với chất liệu là màu bột. Về nội dung thì chúng ta đều nhìn thấy đó là cảnh các chiến sĩ, các du kích họ đang trong tâm thế là tập bắn ở chiến hào. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Về bố cục thì chúng ta thấy là bố cục theo dạng hàng ngang, nhưng mà có thể hiện theo luật xa gần, gần to, xa nhỏ. Và mỗi một người là một cái tư thế, động tác khác nhau để làm cho cái bức tranh thêm, gọi là thêm sinh động. Về đường nét thì chúng ta thấy là đường nét của ông thể hiện những cái người du kích rất là, với cái gam màu da cháy nắng, nhìn rất là chắc chắn và khỏe mạnh. Và đồng thời là gì, mặc dù là thể hiện một cái không khí là một buổi trưa nóng oi bức với những cái nắng cháy da của miền Trung, nhưng mà họ vẫn chăm chỉ tập luyện để mong có thể đóng góp sức mình vào trong cuộc kháng chiến. Màu sắc thì chỉ bằng những cái nét cọ phát xô lệch về khung cảnh, về bầu trời, cho ta thấy được một cái cuộc chiến sắp tới rất là nóng bỏng. Dù qua hình ảnh nắng gắt chói chang như vậy, nhưng mà vẫn thấy được cái không khí chiến đấu của những người du kích với cái lòng yêu nước sâu sắc. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu về họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Đây chính là chân dung của họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu. Ông sinh vào ngày 10 tháng 2 năm 1919 tại Nhân Thạnh, Bến Tre. Năm 1945, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Những tác phẩm tiêu biểu của ông như Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc. Đây là bức tranh ông vẽ bằng máu của chính mình trên lụa. Ngoài những cái tác phẩm vẽ trên lụa ra thì ông còn có những cái tác phẩm như là về điêu khắc, như là những cái pho tượng, tượng Võ Thị Sáu, tượng Hương Sen, tượng Bác Hồ với thiếu nhi, vân vân. Năm 1996, nhà nước trao tặng ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ở đây mấy bạn lưu ý, riêng chỉ có họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu mới được trao tặng. Tại vì sao? Vì trong cái thời điểm nhà nước trao tặng giải thưởng thì họa sĩ Diệp Minh Châu còn sống nên được trao tặng. Còn ba họa sĩ trên thì do mất trước khi mà nhà nước trao tặng giải thưởng, cho nên người ta gọi là truy tặng giải thưởng. Các bạn lưu ý chỗ đó. Ở đây là một vài tác phẩm tiêu biểu của ông. Đây là tác phẩm vẽ bằng máu của ông, Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc, vẽ trên lụa. Đây là tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có đi ra ngoài cái đường ở Sài Gòn này, chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố, thì chúng ta sẽ trước thì để tượng như vậy, còn bây giờ thì đã thay đổi là tượng Bác Hồ đứng rồi. Và đây cũng là một tác phẩm nổi tiếng của ông và được trưng bày rất là lâu ở trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Và đây là tượng về người anh hùng Võ Thị Sáu.
Đây là tác chúng ta sẽ cùng phân tích tác phẩm Bác Hồ với Thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc của ông. Thì về nội dung chúng ta được thấy được cái tình yêu thương của bác dành cho thiếu nhi, hoặc ngược lại là thể hiện được cái tình yêu quý của các em thiếu nhi Hà đối với Bác Hồ. Về bố cục chúng ta thấy là hình ảnh của Bác Hồ và ba bé thiếu nhi chung đại diện cho ba miền Trung Nam Bắc, bố cục chặt chẽ. Màu sắc thì chỉ có gam màu của máu của họa sĩ, của chính họa sĩ, như là thể hiện được cái lòng yêu thương sâu sắc từ trong đáy lòng, từ trong máu, trong tim của họa sĩ dành cho bé. Đường nét thì chúng ta thấy là vẽ bằng máu, cho nên là mặc dù vẽ bằng máu nhưng mà cũng thể hiện được phần nào là gì, độ đậm nhạt, rồi thể hiện được hình ảnh khuôn mặt của bác đang, hoặc là các bé thiếu nhi với những cái biểu cảm rất là vui mừng, thể hiện niềm vui khi mà được ở bên bác của các cháu thiếu nhi. Qua phần tìm hiểu về bốn họa sĩ tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954, thì cô có câu hỏi củng cố lại cho các con sau đây. Nêu cho cô điểm giống và khác nhau của bốn họa sĩ và kể tên họa sĩ ứng với tác phẩm tiêu biểu của họ. Thì ở phần trả lời câu hỏi này, các bạn sẽ ghi vào trong tập, trả lời vào trong tập, để khi đi học lại mấy bạn sẽ, cô hỏi và mấy bạn sẽ trả lời, và chúng ta sẽ cùng lấy điểm xếp loại cho cột điểm miệng. Về phần hướng dẫn học tập về nhà thì các bạn, như cô đã nói lúc đầu, là chúng ta sẽ ghi tựa bài và ghi tên của bốn họa sĩ vào trong tập, gạch những ý chính về sự nghiệp sáng tác cũng như là tác phẩm tiêu biểu của bốn họa sĩ vào trong sách giáo khoa, sưu tầm thêm tranh của các họa sĩ, sưu tầm thêm tranh của các họa sĩ, ví dụ như là sưu tầm thêm tranh của bốn họa sĩ này, và xem trước bài tiếp theo chúng ta sẽ học, đó là bài vẽ theo mẫu là hoa và quả. Tiết sau các bạn sẽ chuẩn bị giấy A4, bút chì 3B, gom để chúng ta vẽ bài vẽ theo mẫu là hoa và quả. Bài học của chúng ta tới đây là hết rồi. Thân ái chào các em, chúc các em có một chúc các em luôn có sức khỏe tốt để trau dồi kiến thức bổ ích.